nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng muôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiên tha, tình thương mến âu ô con ngày đêm, nhuần thâm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Lạy mẹ khi nay và trong giờ lâm tử.
lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Mùa mừng, mầu nhiệm thứ nhất, Chúa sống lại. Suy niệm: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng, alleluia, vì Đấng Mẹ cưu mang đã sống lại như lời đã hứa. Đó là lời giáo hội ca mừng Mẹ Maria suốt mùa phục sinh, bởi vì chắc chắn Mẹ là người chia sẻ nhiều nhất niềm hân hoan của biến cố phục sinh. Mẹ là người đầu tiên hưởng ơn cứu độ do cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và Mẹ đã đón nhận ân sủng ấy cách đầy đủ, sung mãn và tràn đầy. Thiên Chúa không từ chối ơn nào mà không ban cho Mẹ. Và Chúa đã ban cho Mẹ là để truyền thông cho chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con.
Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mầu nhiệm thứ hai, Chúa lên trời. Suy niệm: Mẹ Maria là bảo đảm của ta. Bài học trước tiên chúng ta rút ra được từ biến cố thăng thiên là quê hương chúng ta ở trên trời, và đời sống nơi trần gian là một cuộc hành trình về thiên quốc. Trên đường về quê, hãy đến với mẹ Maria để được bảo đảm về đến bến bình an. Mẹ đã đạp dập đầu con rắn Satan sẽ giúp chúng ta thắng lướt tội lỗi. Mẹ đầy tràn nhân đức sẽ thúc đẩy chúng ta tiến trên đường hoàn thiện. Và mẹ đấng suốt đời luôn kết hợp với Chúa sẽ khích lệ chúng ta hăm hở tìm kiếm những sự trên trời cao, nơi Đức Kitô ngự. Quả thật, mẹ Maria làm cho chúng ta được sống, được vui, được cậy đang khi dấn bước về quê thật. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và
lòng bà gồm phong là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mầu nhiệm thứ ba, Chúa Thánh Thần hiện xuống. Suy niệm: Mẹ Maria bổn mạng của những người hoạt động tông đồ. Sau khi Chúa về trời, các môn đệ lui về nhà tiệc ly. Ở đó các ông đồng tâm nhất trí trong việc cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, và Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các ngài. Thực ra Đức Maria đã đầy tràn Chúa Thánh Thần như lời Gabriel xác nhận trong ngày truyền tin. Thánh Thần Chúa bao phủ lấy bà và quyền năng đấng tối cao rợp bóng trên bà. Như vậy, việc mẹ hiện diện trong nhà tiệc ly chính là để thực hiện sứ mạng làm nữ vương các thánh tông đồ và để khẩn cầu Thánh Linh đến với trần gian. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là
lòng bà gồm phung là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mầu nhiệm thứ 4, Mẹ về trời. Suy niệm: Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong giờ hấp hối. Với hồng ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria thoát khỏi quyền lực của sự chết. Cái chết không có quyền gì trên người. Nhưng nếu Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết để chia sẻ thân phận con người, thì Mẹ Maria cũng nhận cái chết để làm gương cho chúng ta. Thế nhưng Đức Maria đã trải qua cái chết như đi vào giấc ngủ. Chết đối với mẹ chỉ là một biến đổi. Suốt đời mẹ đã quy hướng trọn vẹn vào Thiên Chúa, nên cái chết chỉ là cơ hội để bước đi vào vĩnh cửu, vào quỹ đạo hạnh phúc bất diệt, được chiêm ngưỡng Chúa nhãn tiền trong vinh quang. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
con ở chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, love.
thứ năm. Chúa vinh thưởng Đức Mẹ. Suy niệm. Vinh quang của Đức Mẹ được tuyên phong nữ vương trời đất. Mọi quyền hành và vinh dự được trao cho mẹ Maria. Mẹ là nữ vương các thiên thần, nữ vương các thánh tổ tông và tiên tri, nữ vương các thánh tông đồ và tử đạo, nữ vương các thánh hiền tu và đồng trinh, nữ vương các thánh nam nữ trên thiên quốc. Bởi vì chính nhờ mẹ, Chúa Giêsu ra đời cứu chuộc các ngài. Dưới trần thế, sau Thiên Chúa, mọi lời ca tụng đều quy về mẹ. Biết bao người đã tận hiến cho mẹ và làm con cái Đức Mẹ. Biết bao tín hữu đã hăng hái hành hương cầu khẩn mẹ. Các họ đạo, các đoàn thể, gia đình và cá nhân thi nhau chọn mẹ làm quan tài riêng cho mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh
lòng bà gồm phong là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn cánh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc là ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng tri. Amen. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Chi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ cười hơn muôn ngàn hoa. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con, lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Đức Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con, lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh, cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.